Phù thủy đi đánh ghen. Một em bé ư? Đẹp như một thiên thần vậy. Người giỏi lắm, dám nuôi một con người. Trước đây, người đã từng cứu giúp cho loài người và bị trừng phạt như thế nào, người không còn nhớ hay sao? Phù thủy là kẻ thù của loài người. Lần này, người đừng sai lầm nữa. Để ta giúp người kết liễu nó. Xin người đừng làm tổn hại đến nó. Nó vô tội mà. Người vẫn mãi như vậy thôi, không kiểm soát được trái tim của mình. Giờ ta cho người quyết định. Hoặc là người bỏ đứa trẻ này, hoặc là người nuôi nó và theo luật của thế giới phù thủy. Người đứng đầu như ta phải tước hết phép thuật của người. Con không thể từ bỏ đứa trẻ này. Dù có ra sao, con cũng xin chấp nhận. Được rồi, vậy thì ta sẽ không nói thêm điều gì nữa. Từ nay, ngươi không còn phép thuật nữa. Ta mong ngươi bằng lòng với quyết định của mình. Tôi đã nói rồi, đây là căn bệnh nan y. Thời gian sống của cô bé không còn được bao lâu nữa đâu. Bà nên chuẩn bị đón nhận những điều không mong muốn đi. Tôi xin thầy, hãy cứu lấy con tôi. Tôi đã tìm đủ mọi cách, mọi khắp cách thầy lang, xa gần, trong những khu rừng già xa xôi nhất, nhưng cũng không có kết quả. Tôi biết thầy giỏi có tiếng, xin thầy hãy cứu con của tôi. Tôi cũng không thể làm gì hơn được nữa đâu. Giờ chỉ có thần tiên thì bay ra mới cứu được cô bé thôi. Thần tiên á? Phải rồi, có vậy mà tại sao ta lại không nghĩ ra? Con ngoan, ở nhà đợi mẹ nhé. Mẹ đi tìm người có thể chữa được bệnh cho con. Ta không ngờ cũng có ngày ngươi đến đây và cầu xin ta. Ta tưởng rằng ngươi đã yên phận khi sống cùng con người rồi chứ. Con biết, chỉ có người mới giúp được con gái của con thôi. Con gái của con mắc phải một căn bệnh nan y. Chỉ có phép thuật của thế giới phù thủy có thể khiến mọi bệnh tật tan biến. Con xin người, nếu người không giúp, con gái con sẽ chết mất. Để tình người bao năm sống trong thế giới phù thủy, ta sẽ giúp cho người. Nhưng người biết rồi đấy, ở thế giới này, cái gì cũng phải dựa trên nguyên tắc của sự đánh đổi. Thậm chí, đó là sự đánh đổi sinh mạng. Chỉ cần giúp được con gái của con, điều gì con cũng chấp nhận hết ạ. Được rồi, người sẽ giảm đi 20 năm tuổi thọ của mình. Đổi lại, con gái của người sẽ thoát khỏi căn bệnh nan y. Nhưng ta nghĩ, người nên suy nghĩ lại. Người đã vì nó mà mất hết phép thuật, giờ lại vì nó mà giảm đi 20 năm thời gian sống. Liệu sau này người có nhận lại được cái gì? Với con, đứa bé là một món quà vô giá. Con sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì, thưa người. Ơi, mẹ, mẹ đã về. Mẹ nhìn con này, con đã khỏe mạnh lại rồi. Con gái của mẹ, mẹ đã mong đợi điều này từ bao lâu? Con hãy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc như bây giờ con nhé. Một thời gian sau. Lại nhiều năm nữa trôi đi, Lita giờ đã là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng đã lọt vào mắt xanh của một tên trưởng giả. Mẹ ạ, nếu mẹ đồng ý, con sẽ đến sống trong một ngôi nhà giàu có. Ở đó toàn củ ngon vật lạ, chứ không phải ăn rau rừng quanh năm suốt tháng như sống ở đây đâu ạ. Còn nữa, ở đó con sẽ có kẻ hầu người hạ. Con không phải làm bất cứ một công việc nào hết. Nơi đó lại ồn ào đông vui, khác hẳn rừng già nữa mẹ ạ. Đúng vậy, tôi đảm bảo rằng sẽ khiến cô ấy trở thành người an nhàn nhất. Được rồi,
Nếu con đã quyết, mẹ mong con luôn được hạnh phúc. Nhớ về thăm mẹ thường xuyên nhé, mẹ sẽ rất nhớ con. Dạ, tất nhiên rồi ạ. Con sẽ về và mang cho mẹ thật nhiều đồ ăn ngon nha. Trời ơi, ta như lạc vào một thế giới khác vậy. Vậy là cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi nơi rừng già âm u rồi. Mời cô chủ dùng bữa ạ. Ôi, xem này, toàn là của ngon vật lạ. Đây mới là sống chứ. Nghĩ lại thời gian sống trong rừng già âm u với mẹ, thật là đáng sợ quá. Thưa cô, bà lão lại gửi rất nhiều hoa quả và những loại nấm ngon từ rừng già đến cho cô đấy ạ. Ở đây chẳng thiếu thứ gì. Lần sau ngươi cứ vứt hết đi cho ta, không cần bẩm báo. Từ ngày lấy chồng, cô gái chưa một lần về thăm người mẹ phù thủy của mình. Chẳng những vậy, mỗi lần bà gửi quà đến cho cô đều sai người đem vứt đi. Cô ơi, có thư của bà lão từ rừng gửi đến ạ. Ngươi đọc xem trong thư nói gì. Cô ơi, bà xin lỗi vì bấy lâu ốm đau không thể đến thăm cô. Bà nói nhớ cô lắm và mong cô về thăm bà ạ. Ôi trời ơi, thăm với chả nơm. Ngươi thay ta mang một ít vàng bạc đến cho bà ấy là được rồi. Không nhân dị gì hết á, làm đi. Cô ơi, cô ra mà xem kìa, có chuyện lớn rồi. Cậu chủ cưới một cô gái khác đẹp hơn. Không, không thể có chuyện như thế này được. Đối với một người có tiền như tôi, không gì là không thể cả. Cô nhìn lại bản thân mình đi. Suốt ngày cô chỉ biết ăn uống, ngắm vuốt, không chăm lo được điều gì cho gia đình tôi cả. Cô có hai lựa chọn, hoặc là xuống nhà kho ở, hoặc là về lại nơi mà cô đã từng ở đi. Mẹ vẫn giấu con, nhưng đã đến lúc mẹ sắp phải ra đi rồi. Trước đây mẹ là một phù thủy. Để đánh đổi cuộc sống của con, mẹ đã mất hết cả phép thuật và phải chịu giảm đi 20 năm tuổi thọ của mình. Hôm nay chính là ngày cuối cùng mẹ được ở bên cạnh con. Mẹ đợi con mãi. Có điều này mẹ định sẽ không bao giờ nói ra, nhưng mẹ nghĩ rằng con cũng nên biết. Con không phải là con ruột của mẹ, nhưng trong trái tim mẹ, con là món quà quý giá nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi. Con thật là một người con vô tâm. Mẹ ơi. Món quà từ người lạ. Dựa theo một câu chuyện có thật về cậu bé Caden Devenis sinh sống tại Utah, nước Mỹ. Đây là tiền công của cậu. Ồ, những 80 đô. Bà có nhầm lẫn không ạ? Không nhầm. Tôi đã kiểm tra và thấy cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Toàn bộ cây cảnh cũng như cỏ dại trong vườn nhà tôi đã được cắt tỉa rất sạch sẽ. 20 đô la là tôi thưởng thêm cho cậu. Dạ, cảm ơn bà. Lần sau nếu có cần, bà cứ gọi cho cháu nhé. Chắc chắn rồi. Hôm nay con đã nhận được tiền công làm vườn cho bà Lisa rồi đấy. Bà ấy còn thưởng cho con 20 đô la cơ. Tốt quá rồi con. Cuối cùng thì con cũng tự mình làm ra tiền rồi. Sau này con có thể đỡ đần cho mẹ. Ôi, Martin của mẹ đã lớn thật rồi, biết lo cho mẹ nữa. Mẹ, tuần tới con định tranh thủ kỳ nghỉ hè đi đánh cá với anh Moonlin. Con nghĩ sẽ kiếm được kha khá đấy mẹ ơi. Mẹ cho con đi nhé. Ra khơi sẽ rất vất vả và có thể gặp nguy hiểm đấy con à. Mẹ đừng lo, anh Moonlin bảo không vất vả lắm đâu. Ngược lại còn rất vui vì sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị. Con chỉ đi một tuần thôi mẹ ơi. Ừ, xem lúc đó thời tiết thế nào rồi tính con.
Martin. Con đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai ra biển đây à? Sao mọi thứ lại ngổn ngang thế kia? Mẹ có nhìn thấy chiếc ví của con không ạ? À? Ví nào cơ? Mẹ không thấy. Vậy là xong rồi. Có chuyện gì thế con? Con nghĩ là mình đã làm rơi mất ví mẹ ơi. Mất ví? Trong đó có những gì? Con đã tìm kỹ chưa? Con đã tìm khắp căn phòng này rồi nhưng không thấy. Trong đó có toàn bộ số tiền 80 đô con kiếm được, kèm cả giấy phép đánh cá nữa mẹ ơi. Thôi nào con trai, con thử cố tìm lại một lần nữa xem. Vô ích mẹ ơi, con đã tìm rất kỹ rồi. Hôm nay con đã đi những đâu, liệu con có để quên ở đâu không? Hôm nay con ghé qua khu vui chơi để tìm bạn Karit. Trước khi đến đó, con vẫn cầm ví mà. Có khi nào... Con sẽ đến đó tìm mẹ ơi. Nhưng đã khuya rồi mà con. Nhất định con phải tìm bằng được chiếc ví đó. Kìa, Martin. Xin bác hãy cho cháu vào. Chỉ một lúc thôi ạ. À. Cháu cần tìm lại đồ của cháu. Đánh rơi từ sáng đến giờ thì chắc gì đã còn. Cậu có tìm cũng vô ích thôi. Cháu sẽ tìm được. Chỉ xin bác cho cháu vào thôi ạ. À. Một lúc thôi nhé. Ta còn phải khóa cửa đi ngủ nữa. Dạ, cháu cảm ơn bác. Mình đã tìm khắp nơi mà không thấy. Có khi nào nó rơi xuống hồ không nhỉ? Martin, con định nhảy xuống hồ sao? Con đã tìm khắp khu vui chơi rồi mà không thấy mẹ ơi. Con chỉ muốn thử xem nó có rơi dưới đáy hồ không thôi ạ. À. Trời đất, con thật là ngốc. Chỉ vì cái ví đó mà con định nhảy xuống sao? Con có biết bơi đâu. May mà mẹ đã đi theo con, chứ không thì... Thật sự cái ví đó rất quan trọng với con mẹ ơi. Con không thể mất nó được. Thôi nào con trai, sau này con vẫn có thể kiếm tiền để đi mà. Con xin lỗi mẹ. Con đã nghĩ là mình có thể dùng số tiền đó ra khơi đánh cá để kiếm một khoản giúp mẹ trả nợ và cũng để mẹ con mình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Con đúng là một đứa vô dụng mà. Con trai của mẹ à, mẹ hiểu mà con. Martin, quản lý ở khu vui chơi vừa gọi điện cho mẹ, họ đã tìm được ví của con rồi. Thật thế sao mẹ? Bằng cách nào ạ? À? Tối hôm qua, mẹ đã đăng câu chuyện của con lên Facebook với hy vọng người tốt nào đó nhặt được sẽ mang trả lại cho con. Không ngờ lại có kết quả sớm như thế. Mẹ con mình cùng đi nào. Yeah, tuyệt quá. Đồ của nhóc đi, mở ra xem có thiếu thứ gì không. Dạ. Ơ, đây đâu phải ví của cháu ạ? À? Rõ ràng sáng nay có một người đàn ông trung tuổi đã mang chiếc túi này đến cho tôi và nói gửi cho cậu bé Martin Killer mà. Với lại của cháu chỉ có 80 đô, ở đây có tận 120 đô cơ. Trong đó có một phong thư, con thử mở ra coi. Chào anh bạn nhỏ, hãy mua ví mới, giấy phép đánh cá và tận hưởng nhé. Tôi đã đọc câu chuyện không may của cậu trên Facebook. Nó thật giống với những gì tôi đã trải qua thời trẻ. Vì vậy, tôi tặng cậu số tiền này. Hy vọng cậu thực hiện được ước muốn của mình. Nếu chiếc ví của cậu thực sự được trả lại, hãy dùng số tiền đó để giúp đỡ những người khác nhé. Mẹ, thế là sao ạ? Nghĩa là ngoài xã hội này, còn rất nhiều người tốt con à. Người đàn ông đó đúng là một người tốt. Cậu bé may mắn lắm đó. Mẹ, nếu sau này có cơ hội gặp được người đó, con nhất định sẽ gửi đến ông ấy một lời cảm ơn chân thành nhất. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để gửi lại cho ông ấy. Chiếc cầu thang hình xoắn ốc. Đến nhà nội rồi đó con. Nội đã hứa hè này sẽ cho con đi hái quả, trèo cây và làm diều cho con rồi đó ba. Nội trồng cây gì thế nội? Cây hồng đó con. Chỉ sau một năm là đã có quả rồi. Hè những năm sau về, cua tha hồ mà trảy quả chín. Thật hả nội?
Ừ, hồng này ngọt lắm con. Mà bóng mát tỏa ra khu vườn cũng rộng nữa. Dạ mấy chốc nó cũng sẽ lớn gấp 2, gấp 3 lần thằng cháu cua của ông thôi. Lúc đó cháu sẽ trèo lên cây hái quả cho cả hai ông cháu mình ăn luôn. Ừ, được rồi đó cua. Tưới nhiều nước cây sẽ bị úng đó con. Vào nhà rửa tay thôi con. Một quả, hai quả. Gớm, được có 5-6 quả mà ngày nào ông cũng đếm suốt vậy hả? Thì năm nay nó mới bói đó. Tôi xem có quả nào bị rụng không. Mấy hôm tới thằng bé cua nó về còn trảy nữa chứ. Được rồi, cứ mong thằng cháu đích tôn mãi. Thôi, vào nhà ăn cơm đi ông. Nội ơi, con về rồi. Ừ, để ông xem thằng cua của ông một năm rồi có lớn hơn chút nào không nào. Ôi, con tưởng mình đã lớn, thế mà cây hồng còn lớn hơn cả con. Kìa, lại còn ra trái nữa kìa. Ừ, đúng rồi, mấy trái hồng chín hết cả rồi. Để ông cõng con lên hái nha. Ngọt liệm nội ơi, hè về với nội là nhất. Dạ bố anh, chỉ được cái thế là nhanh à. Con yêu ông nội nhất. Dạ bố anh, nịnh đầm quá nhỉ. 4 năm sau đó. Ba mẹ, con xin phép ra ngoài chút nhé. Cua, hè này con có về với nội nữa không? Hai ông bà mong con lắm đấy. Đã mấy năm nay con không về rồi. Ba ơi, con bận lắm. Bây giờ chúng nó có câu lạc bộ bóng rổ, rồi bơi lội, xong lại còn camping. Con mà không tham gia cũng sẽ thành lạc hậu mất. Cả năm học con có thể tham gia cơ mà. Cố về với ông bà tầm tuần thôi cho ông bà vui con. Ba, con... Thôi anh, về quê lúc nào chả được. Hè con nó còn phải tham gia lớp học thêm, lớp kỹ năng sống, lớp năng khiếu nữa. Cần phải bằng bạn bằng bè chứ. Vâng, mẹ nói đúng đấy ạ. Thôi, con đi không muộn. Cái thằng, lớn rồi mà chả biết nghĩ gì cả. Một tuần thì có đáng gì với nó chứ. Vô tâm quá đi mất. Hồng chín quá, mà thằng cua vẫn chưa về hái bà nhỉ. Thôi, chắc cháu nó bận. Nếu ông nhớ nó quá, hôm nào tôi bảo bố nó đánh xe về đưa ông lên đó chơi. Thôi, làm phiền chúng nó, mà tôi cũng không được khỏe, chả muốn đi đâu. Lưng ông lại bị đau à? Ừ, lưng ngày càng còng. Thế này khi thằng cua về, làm sao mà cong kênh nó lên được? Trong khi cây hồng thì lớn thế kia rồi. À, đúng rồi. Ông định làm gì thế? Bí mật, tôi muốn tặng một món quà cho thằng cua. Chả hiểu ông định làm gì, nhưng cẩn thận cái lưng nhé. Khi nào mệt đó thì ông vào nghỉ đi. Được rồi, bà cứ kệ tôi. À, tôi đã nói rồi mà. Ông có sao không? Có việc gì thì gọi thợ đến làm cho. À, được rồi, được rồi. Tôi muốn tự tay làm nó. Tôi không sao đâu, bà cứ để kệ tôi. Hai mẹ con soạn đồ nhanh lên. Bà gọi lên nói, ông yếu lắm rồi đấy. Bình thường nội vẫn khỏe mạnh mà ba, sao nội yếu đi nhanh vậy? Người già mà con, nhà ta đi mau không kịp mất. Vâng ạ. Nội ơi, con cua đây. Nội tỉnh lại đi, con về rồi. Nội tỉnh lại đi nội. Nội còn đưa con đi hái hồng nữa cơ mà. Thằng cua đó hả? Ông đã đợi được lúc con về rồi. Đừng có khóc nữa. Sau này không có ông, con vẫn có thể hái hồng được mà. Nội, nội ơi, nội sao thế? Nội tỉnh lại đi.
Con về rồi mà, con về rồi mà. Đây là món quà ông dành tặng con. Sau này không có ông nữa, con vẫn có thể về đây hái quả mà không hề bị ngã. Với cầu thang hình xoắn ốc này tuyệt quá phải không con? Giá mà có con làm cùng thì ông sẽ vui lắm đấy. Nội ơi, con về muộn rồi, muộn thật rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.